Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục giai điệu quê hương hôm nay, chúng tôi giới thiệu ca khúc mới sáng tác của nhạc sĩ Lê Thống Nhất nhân dịp kỷ niệm này. Vâng, thưa quý vị, những ngày tháng 7 này, cả đất nước Việt Nam đang hướng về dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 để tưởng nhớ những người đã ngã xuống và tri ân những người còn sống nhưng đã để lại một phần máu xương ngoài chiến trường để đem lại nền độc lập cho dân tộc. Những năm tháng hào hùng không thể nào quên ấy được ghi dấu trong ký ức, trong sử sách, trong những hiện vật lịch sử và đặc biệt trong những giai điệu đi cùng năm tháng. Và như một nén tâm hương gửi tới các anh hùng liệt sĩ, trong dịp kỷ niệm ý nghĩa này, nhạc sĩ Lê Thống Nhất đã hoàn thành MV ca khúc Anh ở nơi đâu với những giai điệu và lời ca tha thiết, hào hùng. Mấy chục năm rồi, anh ở nơi đâu? Thời gian phát hoa hai đầu thế kỷ, từng dấu tích xưa lấy làm định vị, thay đổi quá nhiều không thể nhận ra. Trước đây tôi đã được nghe nhiều câu chuyện và xem những video về việc đi tìm hải cốt liệt sĩ, thì có thể nói là những câu chuyện và những video này đã mang đến cho tôi rất là nhiều cảm xúc. Đây là một cái công việc rất là gian khó mà tổ quốc cùng nhân dân ấy chung một ý chí thực hiện, vừa mang ý nghĩa văn hóa tâm linh nhưng quan trọng hơn là thể hiện lòng tri ân biết ơn các liệt sĩ cùng các gia đình liệt sĩ. Thật may mắn là sáng 26 tháng 6 vừa qua thì tôi được bác sĩ Phan Phương tặng cho 6 tập thơ. Và ngay trong tối hôm ấy tôi đã dừng lại trước bài thơ Anh tan vào lòng tổ quốc bao la, với những câu thơ như gợi lên cho tôi một giai điệu về một chủ đề, một bài ca đi tìm hài cốt liệt sĩ. Những cái tiếng gọi cùng những lời tâm tình với những linh hồn của các anh, những linh hồn không bao giờ mất, đã ám ảnh tôi trong suốt cả quá trình hoàn thành ca khúc này. Và với ca khúc này, tôi có đây là một cái nén hương tưởng nhớ đến các liệt sĩ, biết ơn các liệt sĩ cũng như các gia đình liệt sĩ nhân dịp 27 tháng 7 năm nay. Anh đang ở đâu xưa chôn rừng già, bên những loài hoa không tên ngày ấy, bên suối bên khe có dòng nước chảy, nay đã cạn rồi một dài cằn côi. Có thể nói là đề tài về ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 thì đã được rất nhiều nhà thơ, nhạc sĩ quan tâm và được thể hiện rất là sinh động với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Tôi cũng rất quan tâm tới đề tài này và năm 2019 thì tôi đã có bài hát Khúc Nhớ Đồng Đội. Khi nhận được bài thơ Nhớ Đồng Đội của Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, nó là ca khúc trải lòng của các chiến sĩ khi tới nghĩa trang viếng đồng đội của mình. Rồi ngày 16 tháng 6 vừa qua, khi mà nghe ngâm bài thơ trong chiều nghĩa trang của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết cách đây đã 40 năm, thì tôi đã viết ca khúc là Khúc Hát Chiều Nghĩa Trang với hình ảnh tràn đầy xúc động về bà mẹ Việt Nam anh hùng bên những nấm mộ ở nghĩa trang. Và chỉ 10 ngày sau thì tôi đã có thêm ca khúc Anh ở nơi đâu từ bài thơ của bác sĩ Phan Phương. Tôi nghĩ là chiến tranh đã đi qua hàng chục năm rồi, những đề tài về 27 tháng 7 chắc chắn vẫn luôn luôn là đề tài được những ai mà sáng tạo văn học nghệ thuật đều rất quan tâm, và chúng ta chắc chắn còn tiếp tục được đón nhận nhiều tác phẩm mới. Anh đang ở đâu giữa bốn bề hoang vu, trận đánh năm xưa quyện giữ từng tấc đất, với những linh hồn không bao giờ mất, đồng đội tìm anh, tổ quốc tìm anh. Mỗi một ca khúc mà tôi viết thì đều có những cái hoàn cảnh ra đời khác nhau và mang những ý nghĩa là khác nhau. Thì có thể nói tức là nếu như Khúc Nhớ Đồng Đội mà tôi viết cách đây 5 năm là nỗi nhớ các liệt sĩ, những đồng đội đã hy sinh khi mà đến nghĩa trang, thì ca khúc Anh ở nơi đâu là một khúc bi ca gọi những linh hồn của các liệt sĩ chưa được quy tập về các nghĩa trang. Và nếu như Khúc Hát Chiều Nghĩa Trang là khúc hát về người mẹ Việt Nam anh hùng, và chỉ có một lần là tôi gọi đến các liệt sĩ là anh về với mẹ một đêm thôi, thì còn ở ca khúc Anh ở nơi đâu tiếng gọi đó kéo dài toàn bộ bài hát. Ở đây thì cũng có thể nói rằng là việc thể hiện chiều sâu của cái ca khúc này khá là khó. Bởi vậy tôi đã lựa chọn nghệ sĩ ưu tú Quang Tùng là Quán Quân Sao Mai năm 2003
ngay từ khi viết, và thực sự là ca sĩ Hoàng Tùng đã thể hiện rất tốt ca khúc này. Trong bao trang lịch sử liệt oanh, có màu sương tuổi xuân ở đó chưa được khắc tên lên bia mộ, anh bây giờ đang ở nơi đâu? Tôi có thói quen và rất hay làm MV cho chính những ca khúc của mình. Với ca khúc Anh ở nơi đâu thì tôi cũng đã phải dành thời gian để chọn hình ảnh để làm một MV cho ca khúc. Và tôi hình dung rằng là những cái hình ảnh ở MV cùng với bản thu của ca khúc sẽ có tác dụng lan tỏa tốt hơn đến cộng đồng. Mấy chục năm rồi anh ở nơi đâu, thời gian vắt qua hai đầu thế kỷ, từng dấu tích xưa lấy làm định vị, thay đổi quá nhiều không thể nhận ra. Anh đang ở đâu xưa chôn rừng già, bên những loài hoa không tên ngày ấy, bên suối bên khe có dòng nước chảy, nay đã cạn rồi một dài cằn côi. Anh đang ở đâu giữa bốn bề hoang vu, trận đánh năm xưa quyết sư từng tấc đất, với những linh hồn không bao giờ mất, đồng đội tìm anh, tổ quốc tìm anh. Trong bao trang lịch sử liệt oanh, có màu sương tươi xanh ở đó chưa được khắc tên lên bia mộ, anh bây giờ đang ở nơi trời cao. Quý vị và các bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng hát ca khúc Anh ở nơi đâu, một sáng tác mới của nhạc sĩ Lê Thống Nhất. Mấy chục năm rồi anh ở nơi đâu, thời gian vắt qua hai đầu thế kỷ, từng dấu tích xưa lấy làm định vị, thay đổi quá nhiều không thể nhận ra. Anh đang ở đâu xưa chôn rừng già, bên những loài hoa không tên ngày ấy, bên suối bên khe có dòng nước chảy, nay đã cạn rồi một dài cằn khô. Anh đang ở đâu giữa bốn bề hoang vu, trận đánh năm xưa quyết giữ từng tấc đất, không bao giờ mất, đồng đội tìm anh, tổ quốc tìm anh. Trong bao trang lịch sử liệt oanh, có màu sương tuổi xuân ở đó chưa được khắc tên lên bia mộ, anh bây giờ đang ở nơi đâu?
mấy chục năm rồi, anh ngờ nơi đâu. Thời gian vắt qua hai đầu thế kỷ, từng dấu tích xưa lấy làm định vị, thay đổi quá nhiều không thể nhận ra. Anh đang ở đâu giữa chốn rừng già, bên những loài hoa không tên ngày ấy, bên suối bên khe có dòng nước chảy, nay đã cạn rồi một dài cằn khô. Anh đang ở đâu giữa bốn bề hoang vu, trận đánh năm xưa quyết giữ từng tấc đất, ơi những linh hồn không bao giờ mất, đồng đội tìm anh, tổ quốc tìm anh. Trong bao trang lịch sử liệt oanh, có máu xương tuổi xanh ở đó chưa được khắc tên lên bia mộ. Anh bây giờ đang ở nơi đâu, thăm bao nén hương không với nỗi thương đau. Anh ở nơi đâu tiếng gọi vọng trời.